Thế là cơm này là người ta cho à? Có nhiều gì đâu. Ủa? Sao lại đi? Thế đi làm mà cả một ngày thì người ta mới cho ăn một chút gạo này thôi á, một chút cơm này thôi á. Vâng. Thế không có thịt thà rau gì à? Có nhiều gì, mà có chỗ miệng đói thì ăn tạm một tí. Thế là ông là không nữa ăn hết à? Hết thì ăn cho cháu, để cho cháu một tí đi, để cháu đói. Là dành để cho cháu? Chúng tôi xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống nhà của hai ông cháu cô bác ạ. Và hôm nay xuống thì cháu Lực cũng có mua cho hai ông cháu là 20 quả trứng cô bác ạ. Ở trên xá cháu Lực thì chỉ có trứng với lại cá khô bán là nhiều thôi. Còn những cái đồ thịt lợn này kia thì phải đợi đến ngày chủ nhật thì người ta mới mổ và người ta mới bán cô bác ạ. Đấy, phải nói là xuống nhà của hai ông cháu thì hầu như là cháu Lực cũng xuống khá là nhiều lần rồi cô bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên rằng là có lần thì gặp ông ở nhà, có lần thì không bắt gặp ông ở nhà cả. Đấy, xuống đây thì thấy là cửa mọi cái thì đều khóa cửa hết cô bác. Không biết là đi đâu cô bác ạ. Đây này, khóa cửa hết rồi. Trong nhà thì cũng không nhìn thấy ai ở nhà cả. Có lẽ là hai ông cháu là đi đâu đó ở xung quanh nhà đó cô bác, đi ra phần phía bên kia để mà tìm xem là có ông ra phía bên kia để mà lấy củi hay là đi đâu không. Mọi lần là ông hay ra phía đầu nhà bên này để mà lấy củi cô bác ạ. Cũng như là ông đi sang để mà lấy nước nữa. Có vẻ là không có nhìn thấy ông cô bác ạ. Có vẻ như là cháu Lực nhìn thấy là Mạnh là ở phía bên kia cô bác ạ. Không biết là Mạnh mới đi học về hay là đi đâu về. Ngôi nhà của hai ông cháu thì phải nói là khi mà có mưa vào các bác thì vào trong nhà rất là rột. Hôm qua thì cháu Lực xuống thì cũng đã cùng là ông là sửa lại ở phần trên một chút. Còn ở phía bên này thì là cháu Lực cũng bảo là mua Pro xuống để lập cho ông đấy cô bác. Đấy, tuy nhiên là Pro thì hiện tại là đạt rồi nhưng mà người ta chưa chở đến nơi thì cháu Lực chưa thể lấy được vội xuống. Mạnh thì có vẻ nhờ đang ở kia cô bác này, không biết là làm gì. Đang làm gì đấy Mạnh ơi? Đang chơi á? Chơi cái gì ở đây ấy? Hả? Chơi cái gì ở đây ấy? Hả? Chơi. Chơi á? Thấy chơi thì cũng chẳng có cái gì không biết. Không biết là Mạnh là chơi cái gì. Nào Mạnh khoanh tay chào con các bà đi. Đứng dậy đi. Chào con các bà. Nào đứng dậy nhìn ra kia. Con chào các ông các bà. Thế là Mạnh ra đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi á? Thì ông đi đâu rồi? Ông đi kia. Ông đi kia? Ừ. Ông đi làm thuê hay là đi làm cái gì? Làm thuê. Ông đi làm thuê á? Thế sao? Ừ. Sao Mạnh biết là ông đi làm thuê? Ông nói với Mạnh hay là Mạnh tự biết? Ông nói. Ông nói với Mạnh à? Thế ông đi làm thuê ở tận đâu Mạnh có biết không? Ông kia. Ở bên kia hay là ở chỗ nào Mạnh thử chỉ cho anh xem nào. Ở bên kia. Thế là Mạnh là vừa đi đâu về đấy? Đi học về. Đi học về á? Thế đi học về là đi về đường này à? À thế là đi về đi.
đi về đi. Ai đấy? Ai đấy? Hả? Hình như là thấy Mạnh thấy người lên sao. Thôi đi về đi. Đi. Đi, chạy đi trước đi. Đây phải nói là những cái cung đường của Mạnh đi vào đến mưa mưa như này các bác này, phải đeo đôi ủng như này thì mới đi được. Chứ như thế này thì có vẻ như là Hà Cò nó có khá là nhiều nước các bác. Mạnh đói chưa? Mạnh đói rồi á? Nhưng mà bây giờ không có chìa khóa vào nhà thì làm sao vào được? Đi, đi cùng ông á? Thế đi đi, ông ở đâu? Đâu, ông ở đâu? Anh sao lại đu lên đấy nữa? Ông đi. Ông đi, ông ở đâu ấy? Hả? Cẩn thận nhá. Không trèo đấy đâu. Nào, thế Mạnh bảo là đi với ông. Ông ở đâu? Hãy về nhà là rất là ngoan cô bác ạ. Về đến nhà là không nhìn thấy ông ở nhà là cũng tự biết là chơi xung quanh ở nhà thôi, cũng không có dám là đi đâu xa. Có thể là Mạnh bảo là biết ông làm thuê ở đâu đấy cô bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ rủ em Mạnh là đi xem là ông đi làm thuê cái gì. Thế Mạnh có đi chỗ ông không? Đi à? Thế đi thôi, ông ở đâu ấy? Chỉ chú xem nào. Có vẻ như con nó vẫn còn khá là tinh nghịch này cô bác này. Trèo cẩn thận nhá. Ui, xuống đây, không lên nữa. Ông của mày làm thuê ở đâu? Ở dưới kia. Thế đi xem nào. Đi xem nào. Ê, gà này nó biết bổ không? Biết á. Cẩn thận nhá, thế đi cẩn thận nhá. Hai ủng ấy thì là hôm nọ cháu Lực cũng mua xuống cho em Mạnh để trong cái quá trình mà nếu mà lúc nào mà mưa ấy cô bác, đường bẩn ấy thì là Mạnh sẽ đeo ủng để đi học. Ông Mạnh là đi làm thuê cái gì? Mạnh có biết không? Hả? Cây. Đi đâu? Cây. Đi chặt cây á? Vâng. Rồi đi. Đi chặt cây cô bác ạ. Chắc là vừa rồi là Mạnh từ trên kia xuống là gọi cho nên là thấy ông ở đây. Ai để đây? Hả? Ai để đây? Quyết hay là Mạnh? Quyết. Quyết á? Đi lấy đinh của ông về đóng cái chuối. Đi học về là đói rồi cô bác ạ. Ông thì không ở nhà đấy ra là chơi ở ngoài thôi. Thế Mạnh đi học về là chưa ăn gì à? Chưa. Muốn chưa ăn gì á? Cái gì đây? Ai đây? Ai đây? Ông có cầm theo điện thoại không? Hả? Ừ. Ông mày có cầm theo điện thoại không? Theo. Có à? Ừ. Thế thử gọi cho ông Mạnh một tí xem nào. Vừa rồi thì cháu Lực gọi thì à thuê bao của bác ạ. Từ từ cho Mạnh. Ra đây nào, tôi chiếc với ông ấy. Đi trước rồi có bác ấy. Họ cũng vẫn thuê bao các bạn ạ. Các bạn điện thoại là thì vào chỗ nào mất 6 mất sao ấy. Đâu ấy? Lấy cỏ bác, chú. Anh nhớ cái thửa ruộng này thì là cái con đường của em Mạnh đi học các bác ạ. Và đi thấy là đi khá khó ấy, nhưng mà thế Mạnh là không có
cần ngại cái gì cả. Mà nhìn thấy từ xa thì thấy ông đang lấy củi từ trên kia của cô bác ạ. Thế là vừa rồi Mạnh đi học xuống là gặp à? Chắc là gặp ông ở trên này rồi cô bác. Đi đường nào ấy Mạnh? Hả? Đi đường nào? Đi đường kia đúng không? Mày có hộ ông Lệ vác được củi không? Không được à? Không hộ ông vác được củi à? Hả? Rồi, đi ngay. Đấy, Mạnh thì khá là tung tăng phải không? Ông ra đây lấy củi lâu rồi à? Chào ông nhá. Nào, đi lên chỗ. Thì tới kia lên cũng đi một đoạn khá là xa đấy ông ạ. Cái này là gì đấy ông? Cơm. Cơm á? Lấy cả cơm đi theo à? Ừ, họ lấy củi về đó. Cháu mẹ sáng nay con nấu cơm thì nó đói, họ cho về cháu mẹ ăn. À là thế là cơm. Thế là hôm nay ông đi lấy củi là lấy củi cho ai? Lấy củi cho mình à? Lấy củi của họ đấy á? Rồi có vẻ chặt củi cho họ, không về đâu cho đoạn phụ bé này về. À thế là hôm nay là ông đi làm thuê là chặt củi à? Vâng, làm thuê chặt củi. À thế vừa rồi cháu xuống nhà thì thấy Mạnh bảo là ông đang đi làm thuê. Vâng. Bảo là đi lấy củi, đi chặt quê, đi làm thuê lấy củi cái gì ấy. Vâng. Thế là cơm này là người ta cho à? Vâng. Có nhiều gì đâu. Sao lại đi thế đi làm mà cả một ngày thì người ta mới cho ăn một chút gạo này thôi á, một chút cơm thôi á. Vâng. Thế không có thịt thà rau gì à? Có nhiều gì, nhưng mà cho cháu miệng đói thì ăn tạm một tí. Ồ, thế là đi làm cả ngày là người ta rang cho một chút là cơm rang như này. Vâng. Thế bảo là đói thì ăn tạm. Vâng. Mày có đói không? Đói. Đây ăn đi. Ăn đi, tí đi nhà nó. Mạnh thì vừa rồi bảo là đi học về đấy thì bảo là đói rồi. Vâng. Sữa của Mạnh là cũng hết rồi không? Vâng, sữa nó hết rồi. Ồ. Nào ngồi đây ăn Mạnh. Nào ngồi đây ăn xong rồi tí cùng ông về. Thế ông ăn chưa? Ông thì ăn ở nhà họ rồi. Ông lại ăn ở nhà họ à? Vâng. Thế là còn là cái này là người ta đem cho ông để là bữa buổi trưa à? Vâng. Thế là một bữa là ăn ở nhà họ, là một bữa là người ta gói hộp cơm cho là đeo đi theo à? Vâng. Có sự cháu đói thì mới cho cháu ăn. Làm sáng nay đi học. À, có vẻ như là thưa cô bác là ăn cơm bữa buổi sáng thì ăn cơm ở nhà họ, còn đến bữa buổi chiều ấy thì buổi chiều ấy thì bà con ở trên này hay thường là ăn cơm là 9 giờ ăn một bữa này, đến tầm 3 giờ chiều ăn bữa này. Đấy thì là đây là có thể là cho ông để đeo theo, để cơm theo là lúc nào đói là ông ăn à? Thế là ông là không nữa ăn hết à? Hết thì ăn cho cháu. Để cho cháu một tí đi, để cháu đói. Là dành để cho cháu? Vâng. Ôi giời. Mạnh thì ăn được 2-3 miếng rồi cô bác ạ. Mồm thì vẫn còn vẫn còn cơm này. Mạnh không mời các bạn ăn cơm à? À lần sau mời các bạn ăn cơm nhá. Đấy bây giờ khoanh tay mời các bạn ăn cơm đi. Đấy nuốt đã. Rồi ăn cơm đi, nuốt đã. Rất là ngoan cô bác ạ, chỉ quấn quýt theo ông thôi. Thế là ông lấy củi là xong chưa? Xong rồi. Xong rồi à? Thế là vừa rồi là ông đi sang bên kia để mà lấy à? Vâng. Lấy củi cho người ta như này thì là một ngày người ta trả cho ông là bao nhiêu tiền? Sớm này nó là 100 thôi. À, nguyên một ngày được 100 à? Vâng. Thế là nuôi cả, gọi là cả ăn đúng không? Vâng. Thế là như bữa cơm sáng nay ông ăn cơm ở nhà họ thì có thịt thà gì không? Có thì có thịt, nó mổ ăn tiết từ lâu rồi. À.
một hai miếng rồi. À là có nghĩa là thịt lợn Tết này đúng không? Vâng. Thế là như bữa cơm chiều này người ta đi người ta không cho thịt vào trong à? Không cho đâu. Vâng. Bà chè thịt mới ăn được nó không cho. Thịt mới là không ăn được không cho á? Vâng. Thế là đi làm thì người ta cho người ta lấy tiền cho luôn chứ hay là người ta có nợ lại không ông? Nợ lại chứ mà chưa cho đâu. Nợ lại quá thế là chưa cho à? Mà chủ nhiệt lấy cái gì đi bán mới cho mới có. Đấy Mạnh thì có vẻ như là lên trên này thì cũng vác củi này có bác này. Thế là vừa rồi là Mạnh là đi qua đây rồi à, đi học ấy. Xong thì ông bảo là Mạnh đi về trước à hay là như nào ông? Đi học nó qua đây. Lúc nó xuống đường bên kia nó thấy nó liền. À thế là xuống đường bên kia là thấy ông ở bên này đúng không? Vâng. À. Thấy cháu về nhà thì thấy ông là đang chơi, thấy Mạnh là đang chơi ở ngoài kia là một mình. Thế thì ông bây giờ thì đi về chưa? Vâng, đi về rồi. Đi về rồi à? Thế là lấy đến giờ này là được nghỉ rồi không? Vâng. Nghỉ sớm rồi. Vâng, thế là đây cơm của ông này. Đây chắc là cho Mạnh cầm đi thôi. Ui cái này thì có vẻ có nhiều quá. Ông vác một cây nhá, cháu ông vác hai cây này. Mạnh á? Mạnh vác được không đấy? Hả? Đấy có vẻ như là Mạnh thì hay thường xuyên là đi theo ông để mà lấy củi đấy cô bác. Cho nên là cũng mỗi lần là đi về là cũng vác. Thế cái củi này là mình xin người ta hả không? Có được không Mạnh? Nếu mà không được thì đưa đây chú với bác cho. Đây bảo là đưa cho cháu Lực ấy thì là cũng không có muốn cho ấy. Thế là mọi lần là Mạnh đi theo ông là đều lấy củi như này không? Là tự vác về à? Vâng. Đấy không biết là lấy cái gì đây. Lấy cái gì đây hả Mạnh? Ây da, lại còn ăn cỏ nữa này. Cái này ăn được không? Đây này Mạnh nhổ ra ăn đây này. Này cẩn thận nhá. Đi đi. Đấy 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 đấy. Có vẻ như là được rồi đi đi thôi. Được rồi lấy thế thôi. Ôi trời ơi. Bảo là lấy thế thôi là tưởng bò xuống lấy bằng được cô bác. Cái này là cái cỏ gì đấy ông? Được rồi, lên đi. Lên đi. Đấy, quên cành củi đấy, Mạnh thế này. Không vác củi nữa à? Hả? Vậy đi. Thế là sáng nay là ông đi ra bên kia để lấy củi à? À có vẻ thấy một chú đang lấy củi trên kia đấy là người của ông lấy củi à? Vâng. Đi Mạnh. Đi cẩn thận nhá. Đấy, có vẻ như là cái cung đường này thì rất là quen thuộc với lại Mạnh rồi cô bác ạ. Trơn, thấy là đường vẫn còn trơn trơn nhá. Mạnh là nhảy đi thôi. Cẩn thận nhá Mạnh nhá. Cái gì? Có đi được không? Hả? Không đi được á? Nào, ôm cổ đi. Ôm cổ chú đi, ôm đi. Không đi được ấy, ôm đi, ôm vào. Có
có vẻ như chỗ này là ai thả nước xuống trơn lắm không ạ? Mạnh còn về nhà là còn ăn cơm không? Hả? Không ăn nữa à? Chú cống đây thôi nhá. Đây là tự đi nhá. Rồi, đây. Thấy đi đi, đi về đi. Đi từ nơi mạnh nhau rồi. Đi từ thôi nha. Có đi được không? Ra đây chú bé nào, ra đây. Ra đây. Ra đây. Thấy. Rồi, đi xuống rồi, đến nhà rồi. Tối nay mẹ có ăn trứng không? Ra đây chú cho này. Cho trứng này. Tối nấu cơm ăn. Ra đây. Nào xin. Khoanh tay xin. Cháu xin. Rồi đây. Đấy. Để đi vào trong nhà đây nhá. Tối nay là hai ông cháu là nấu cơm, lấy trứng ăn cơm ông nhá. Đấy cho ông treo đi. Treo ở đâu? Đấy cho ông. Ông ai treo ở đấy cũng được. Cái này là cũng ăn được à Mạnh, cho chú xem nào. Đây à, cô bác này thấy là Mạnh là nhổ cái đọt là cái quả non này này, ăn ở cái phần là non non của nó hết này. Ai dạy Mạnh ăn đấy hả? Ông á? Ông dạy Mạnh ăn à? Thế ông thường ăn cái này thì những lúc như nào thì ông ăn? Nào đi nhưng nó khát nước nhiều quá thì ăn nó đỡ một tí. Khát nước nhiều quá là đỡ à? À có vẻ như là cái cây này của bác này nó có nước khá là nhiều cho nên là ông đi vào rừng thì ông hay ăn, và còn kèm theo đó thì là còn ôi rồi còn dạy luôn cho cháu mình một cái mẹo mà khi mà đi vào trong rừng đấy. Đây. Thế ông là hôm nọ là cháu bảo ấy, thì là mình đi kéo ống nước ấy, thì là ở trên đấy người ta cho kéo đúng không? Thì là mình có phải là mua xi làm một tí nào không? Chắc làm một tí nào. Làm một tí à? Thế là để hôm nào mà trời nắng nắng ấy thì cháu mua ống nhựa lên, ống nhựa nhá. Xong rồi cháu điện cho ông nhá. Điện cho ông xong ông lên chở nhá. Kể cả Pro này ông này, thì cháu điện cho ông ấy thì là ông xem là có nhờ được ai không. Nếu mà nhờ được ai thì là cùng hai ông cháu mình là vận chuyển là Pro là từ trên đường cái xuống đây một chút nhá. Chỗ này thì chắc là đâu đó tầm là 20 tấm. Hôm nọ thì ông cũng bảo với lại cháu rồi. Thì hiện tại là cháu đang đặt Pro là 20 tấm rồi. Đấy, tuy nhiên là vẫn còn phải là xem cái ngày nào mà trời nắng ráo thì là mấy ông cháu mình mới đi lấy được. Nếu mà không có nắng thì là không có lấy được ông ạ. Đường thì nó đi rất là trơn. Thì mưa trơn lắm. Vâng. Đấy, hiện tại thì cái phần để mà mua Pro này cô bác này, cháu Lực Xé xin phép cô bác anh chị Mạnh Thường Quân trên kênh là trích cái tiền quý mà các bác gửi tới cho hai ông cháu. Hiện tại thì nếu mà để làm nhà đấy, so với số tiền là 100 triệu đấy cô bác, thì làm nhà đấy thì nó cũng khá là khó khăn một chút. Đấy, tuy nhiên thì cháu Lực Xé sắp xếp và xem là lên cái bản vé để
làm sale một cái mẫu nhà mà một mẫu nhà mà hơn 100 triệu một chút. Đấy, cháu Lực cũng rất là mong nếu mà trong cái quá trình mà đi vào làm nhà thì được các bác yêu quý hai ông cháu trợ duyên thì hỗ trợ bà hai ông cháu thêm một chút thì cháu Lực rất là cảm ơn và hai ông cháu nữa. Nếu mà để mà làm nhà đấy thì là mong muốn của ông thì có muốn là đi ra phần là phía ngoài đường lớn lớn kia để ở không ông? Vâng, những đường lớn kia thì có xe nó chở dễ hơn, đường lên xuống đất. Đấy, chở dễ hơn nhưng mà ông có... Chở xa hơn không kia. Vâng, nhưng mà ông có mong muốn rằng là lên trên đấy ở không hay là ông muốn ở đây thôi? Ông thì muốn ở đây thôi, đi trên đấy không có bản có gì nữa thì không có là... buôn bán gì nữa, vâng. Xe không có, vâng. Ông cháu ở đây thì vâng. Ruộng cũng ở đây, nhà ở đây. Nhưng mà theo như cháu bảo ông ấy thì là nếu mà lên trên đấy đấy, lên trên đấy ở thì nếu mà mình mua được đất ở trên đấy thì mua được một cái miếng đất nhà đấy, mua được cái miếng đất nhà thì có thể dựng nhà trên đấy, xong ông xuống cái này để mà làm ruộng thì ông có cảm thấy là nó có tiện cho ông không? Nó không tiền máy, chứ là không làm buôn bán gì, vâng. Nằm không cái này không ở được. Vâng. Quỷ cứ phải mua cái gì, phải vâng. Mua cái gì chứ nào. Vâng, đấy thì ở đây thì cũng có rất là nhiều các cô bác có nói với cháu rằng là xem là lên trên tìm được đất thì có tìm đất cho ông ấy, thì là nên ở trên đấy. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng phải là như kiểu là ông nói bảo là tiện không ấy cô bác. Thứ nhất được rằng là ông ở dưới này thì ông còn chăn nuôi này. Chăn nuôi thì nó còn có tiền như kiểu gà này, vịt này, xem mà trứng chiếc nữa thì còn đem đi bán. Chứ còn ở trên kia thì ông bảo là không quen ai đấy cô bác. Không quen ai thì sợ rằng là có thể là nuôi một hai con gì đấy rồi thì cũng bị trộm mất. Và đồng thời đó thì cũng không quen và đồng thời đó thì cũng như ông nói đi làm ruộng ấy cô bác. Ở đây thì hai ông cháu thì sống bằng cái nghề mà làm ruộng mà. Nếu mà như không có nghề làm ruộng thì hai ông cháu lại không có đủ rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Vậy về đến nhà là đói là tự biết lấy ra để bà ăn thôi cô bác. Đi vào nhà ăn đi Mạnh. Mạnh, ăn cơm không thôi đấy cô bác ạ. Đi vào nhà ăn cơm đi. Hả? Chắc là đi học về là cũng khá đói rồi đấy cô bác ạ. Thế cứ mỗi lần là đi học về là nếu mà có sứa thì là Mạnh uống sứa là không ăn cơm không? Bây giờ mua sứa nhiều quá thì thành ra là Mạnh cứ về đến nhà là uống sứa nhiều, là cơm lại không ăn. Cơm dính vào mồm rồi, lau đi. Bên này nè, bên này nữa. Bên này này. Đấy. Mày không mời các ông các bà ăn cơm à? Chú dặn là mỗi lần ăn cơm là phải mời các ông các bà ăn cơm mà. Đấy, bây giờ nốt hết miếng này xong mời các bạn ông bà ăn cơm nhá. Nhá. Nhớ chưa? Rồi. Đấy. Cơm này thì là cơm mà một chút cơm rang này cô bác à, vừa rồi cháu tự nhìn thấy đấy. Nào, từ mấy con có bà ăn cơm đã. Khoanh tay. Còn mời ông bà ăn cơm. Nào, nói lại, nói to lên. Một cái ống cắt và cơm. Rồi, chưa nốt hết à?
ăn ít ít thôi nhá, tối nay ăn cơm với trứng nhá. Tối nay không ăn được cơm ấy. Đấy, ăn vài miếng thôi lại biết là dùng cái nắp để mà đóng lại, xong tối lại ăn tiếp với cô bác. Đấy, đem đi vào nhà cất đi, bây giờ ấy. Đấy, đem đi vào nhà đi. Cái hạt này liệu còn trồng được không ông? Cái này là bầu nó bầu ngọt hay là bầu gì anh? Ông? Bầu ngọt ạ. Bầu ngọt à? Xin về trồng, chắc là này vẫn trồng được không ạ? Hạt này vẫn còn cứng lắm. Còn được không? Được á? Còn cái này là chè là ông hái đâu về ông chè này? Đi phát đấy là ông đi phát thuê là như nào không? Của hợp tác của chục chè đấy. À là của bên xá đúng không? Vâng. À mày ơi, mày á. Như nếu mà nhà hàng xóm ở trên kia đấy không? Nếu mà mình mua dây điện về kéo nhờ thì người ta có cho kéo không? Hay là người ta phải bắt mình chung từ cái đầu từ cái công tơ nó xuống không? Có chê gì khác ạ? Nếu như công tơ to trên xuống được mà một mình thì một nhà thì nhiều tiền. Nhưng mà cháu cũng biết được rằng là bây giờ là nếu mà một mình ông đi kéo thì chắc chắn là ông không có tiền rồi. Tại vì là từ trước đến giờ là cháu thấy là khi mà bước xuống nhà ông ấy thì là ông không có điện để mà dùng đấy. Thì nếu mà kéo từ trên công tơ kia xuống đây thì mất tầm bao nhiêu tiền thì ông có biết không? Dưới thì từ trên xuống đây tầm 7 triệu, 8 triệu ấy. 7-8 triệu à? Vâng. Là xuống đến nhà ông đúng không? Vâng. Nhưng mà 7-8 triệu thì mình có phải là chung với ai không ông? Hay là... 7-8 triệu thì chắc một nhà cũng được. 7-8 triệu là một nhà. Vâng. À, sợ rằng là chung kéo điện thì nhà mình lại không có xài cái gì rồi. Nhà người ta lại xài nhiều. Thành ra là lúc đấy tiền điện mà chia đôi thì cũng rất là khó nói chuyện đâu nhỉ? Vâng. Vâng. Nhưng không có máy gì nữa. Vâng. Chỉ có thắp điện. Vâng, chỉ có thắp điện thôi nhờ. Khi có thì lấy một cái máy âm cắm lửa. Vâng, nếu mà 7 triệu đấy thì là kéo từ trên kia xuống thì còn xài được cả đời. Vâng. Đời ông này đến là đời mạnh, thậm chí là sau này khi mà cơ duyên các bác hỗ trợ hai ông cháu ấy, có một cái ngôi nhà ở đây nữa thì lại còn cực kỳ mà còn tiện hơn nữa không nữa cô bác ạ. 7 triệu là từ trên công tơ xuống đây. Vâng. Là nhà mình khác có một công tơ riêng đúng không? Vâng. À, thế khoản 7 triệu thì cũng khá là cao đấy cô bác ạ. Đây là vì vậy cho nên là ông ấy không có tiền để mà kéo được điện là từ trên kia xuống cả. Đây. Đây đây thì khi mà các bác cũng có mong muốn là xem để mà đi kéo điện cho ông ấy cô bác. Thì đến hôm nay thì cháu Lực mới hỏi ông về cái vấn đề mà kéo điện ấy. Thì mất khoảng tầm chi phí là bao nhiêu. Theo như ông nói là tầm 7 triệu để mà kéo được cả về thì xài được cả đời. Đấy, không phải là cả đời đâu mà còn là đến đời của Mạnh nó còn là khá là xa. Nhưng mà giờ như kéo còn hơn chục năm thôi. 10 năm đã thay rồi. 10 năm là phải thay à? Vâng, cái dây điện nó đây. Nhưng mà thế là nó phải có cái loại dây nào mà được lâu chứ ông? Vâng. Dây nào được lâu bây giờ họ cũng kéo bên kia. Mà gần xa hơn đây. À, thế là nếu mà dây nào được lâu thì nó lại chi phí nó đắt hơn à? Vâng. Nhưng mà ở dưới nhà cháu cũng kéo điện nhưng mà kéo độ được tầm được 20 năm nay rồi sau vẫn không thay, thế là chắc là dây điện là nó khỏe hơn, nhưng mà chỉ có một loại dây thôi. Đây,
hai dây. À, thế là loại này là bé hơn đúng không? Vâng. Thế thì thế Mạnh đi lên trên nhà anh Quyết trên kia thì nhà anh Quyết có điện thì Mạnh có muốn là nhà mình có điện như nhà anh Quyết không? Không. Có muốn có điện không? Có điện để mà sáng ngôi nhà của mình nhá. Muốn à? Tại có vẻ như là thưa cô bác, sang năm sau thì em Mạnh em ấy đi học đến lớp 1 rồi, cho nên là về cái phần ánh sáng hay là điện đấy cô bác thì rất là cần thiết lại đối với lại một cái cậu bé mà ôi rồi đối với lại một cái cậu bé mà đang tuổi ăn tuổi học đấy. Lần sau nói chuyện thì háp buồn ngủ thì phải là che mồm nhá ngáp này, nhớ chưa? Nhớ chưa? Vâng ạ. Rồi, phải nói to lên nhá, nói nhỏ quá. Thanh niên gì mà nói nhỏ đấy nhờ. Đi đâu ấy? Hả? Định đi đâu ấy? Thì giờ thử xem phản ứng là không nói gì xem là anh ta có nói gì không. Nhưng mà hóa ra là anh ta vẫn không muốn nói các bác. Vẫn gọi là ham là đi chơi thôi. Thả ra cái là chạy ra bên kia thôi. Mạnh thì chơi thì cũng chỉ là chơi xung quanh ở nhà thôi ông nhỉ? Vâng. Cũng không có đi đâu. Những cái thước phim mà cháu được lên chia sẻ đấy hầu như là ông nói rằng là Mạnh là không bao giờ ngủ ngoài cả. Vâng. Không bao giờ là ngủ ngoài với ai cả. Nhưng mà cũng phải nói là từ nhỏ đến bây giờ ấy, thì là ông Mạnh là chỉ có ở với ông là nhiều. Vâng. Đấy, thành ra là gặp người lạ như kiểu sợ đấy. Mà ông đi đâu vắng thì khi về nó ở nhà nào cũng phải đi cống về nhà ngủ thôi mà. Cũng phải đi cống về nhà ngủ quá. Vâng. 11, 12 giờ đêm nó cũng khóc. Ờ, cũng khóc. Đủ tìm ông. À. Ông đi đâu vắng. Thế hôm đó có những người chết 12 giờ mới gọi đi. Ông phải đi. À. Không nó đi gửi chỗ nhà. Thế là gửi đi à? Nhà Bắc Kiết trên này. À. Nhà cái chú hàng xóm ở trên này đúng không? Vâng. Mạnh ra đây nào. Ra đây đang nghịch cái gì đấy, đang ăn cái gì đấy? Cứ lấy cái này nghịch thôi nhỉ. Này thì là lúc mà ông Mạnh nó đi, Mạnh đi theo ông thì là ông chỉ dạy à? Chỉ cho Mạnh à? Một khăn nước quá thì lấy cái này ăn một tí nó đỡ hơn. Đi xa đấy, khăn nước. Đấy thì tối nay thì hai ông cháu là lấy trứng đi ăn ông nhá. Đến chủ nhật thì có thể là cháu mua thịt xuống cho ông sau. Mấy hôm nay thì không ai mổ lợn đấy. Con lợn của nhà ông thì bây giờ có mấy con đấy, sao lại có nhiều cám đấy? Hai con bé à? Có vẻ như là cám lợn nhà ông với cô bác thì cũng hoàn toàn là những cái cây cỏ dại thôi. Thành ra là nếu mà để mà nó béo nhanh ấy, thì chắc chắn là sẽ không có béo nhanh cả. Nó chỉ gọi là để nó sống để qua ngày thôi cô bác. Nó cũng không có chất gì mà béo cả. Hôm nay thì đi xuống nhà của hai ông cháu thì cũng chia sẻ cho các bác một chút về cái cuộc sống với lại cái đôi điều mà hai ông cháu còn gặp phải trong thời gian tới. Thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ được sự yêu quý của tất cả các bác, cô chú, anh chị, mạnh thường quân trong nước và ngoài nước ủng hộ tới cho hai ông cháu là một cái gì đó mà nó thật sự nó ý nghĩa và cái gì đó nó thật sự là đem tới cho hai ông cháu về lâu về dài của bác. Hiện tại thì là các bác cũng đã gửi tiền quý là được gần 100 triệu rồi các bác. Đấy, tuy nhiên là các bác cũng theo dõi được có thể là thước phim của cháu được đăng tải lên nhà như kiểu nhà em Sử này, nhà em Cương này hay những kênh khác thì số tiền mà 100 triệu thì làm nhà thì nó cũng cực kỳ là khó các bác. Nếu mà để làm ra thì nó thật sự ra một cái ngôi nhà nó cũng rất là nhỏ, nó cũng không có được to bao nhiêu cả các bác ạ. Và ngoài đó thì còn phải là tiền chi phí mà mình thuê người vận chuyển cũng như là phát sinh thêm mọi cái nữa rất là nhiều cô bác. Làm một cái ngôi nhà thì phát sinh rất là nhiều thứ cô bác. Tuy nhiên thì nếu mà trong lúc mà cháu được đi vào làm nhà đấy cô bác thì cũng rất là mong các bác sẽ yêu quý tới hai ông cháu. Hay còn thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu được cũng xin phải là kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Bác gửi một ông gửi một lời chào tới các bác không? Tôi gửi xin chào các chị các bác.
Đấy, Mạnh bây giờ đứng lên khoanh tay chào tạm biệt các ông các bà nào. Đấy. Chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, bye bye.